Sáng nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tổ chức lễ tổng kết và trao giải Liên hoan phát thanh truyền thanh truyền hình tỉnh Hưng Yên lần thứ 17 năm 2020. Tới dự có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Liên hoan được diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 11 với sự tham gia của các đài truyền thanh 10 huyện, thành phố, thị xã, công an tỉnh, bộ chỉ huy quân sự và các phòng chuyên môn khối nội dung Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Trong đó, cả 10 huyện, thị xã, thành phố đều chọn cử đài truyền thanh cơ sở dự thi chương trình phát thanh trực tiếp. Liên hoan lần thứ 17 ghi nhận số lượng kỷ lục 102 chương trình, tác phẩm tham dự, tăng 19 tác phẩm, bằng 23% so với kỳ liên hoan lần thứ 16. Trong đó có 40 tác phẩm phát thanh, 62 tác phẩm truyền hình. Chất lượng của các tác phẩm tham dự liên hoan năm nay cũng cao hơn hẳn so với các năm trước. Tôi thấy năm nay chất lượng các tác phẩm dự thi truyền hình của tỉnh Hưng Yên thì có một điểm nổi bật là các đề tài lựa chọn rất là tốt. Các đề tài này vừa bám sát hơi thở cuộc sống, vừa là những cái mảng đáng tuyên truyền, ví dụ như là gương người tốt việc tốt, ví dụ như là hỗ trợ đồng bào thiên tai, ví dụ như là gương đảng viên sông pha trong các lĩnh vực. Tôi cũng thấy rằng phóng viên của truyền hình Hưng Yên cũng rất là dũng cảm và tìm được những đề tài mang tính báo chí cao. Và tôi cũng ngạc nhiên vì tác phẩm của một số bạn có trình độ chuyên môn rất là cao. Cái được nhất của các tác phẩm phát thanh năm nay đấy chính là đã bám sát được các cái đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, đặc biệt là các cái hoạt động xã hội ở địa phương mà gắn với cái đời sống sinh hoạt cộng đồng của bà con. Chương trình là sinh động ạ. Bên lề liên hoan năm nay đã diễn ra nhiều hoạt động bổ ích như hội thảo làm thế nào để có phóng sự hay với diễn giả là hai giám khảo trung ương, hội thảo về công nghệ phát thanh ở cơ sở, giao lưu văn nghệ giữa Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh huyện và Đài Truyền thanh cơ sở. Với những người làm báo phát thanh và truyền hình tỉnh Hưng Yên, đây thực sự là ngày hội, là dịp để gặp gỡ, học hỏi và đua tài. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao 55 giải, trong đó Đài Truyền thanh xã Đào Dương, huyện Ân Thi giành giải nhất thể loại chương trình phát thanh trực tiếp, Đài Truyền thanh huyện Yên Mỹ giành giải nhất thể loại chương trình phát thanh tổng hợp, nhà báo Thu Thủy, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên giành giải nhất thể loại phóng sự phát thanh với tác phẩm Những thiên thần bị bỏ rơi. Nhóm tác giả Thanh Hải, Quang Tú, Công Quyết, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với tác phẩm Cuộc sống của những người dân bị đảo lộn do ô nhiễm môi trường giành giải nhất thể loại phóng sự ngắn truyền hình. Trong cái quá trình tìm hiểu sự việc thì chúng tôi đã thực hiện quay trước toàn bộ các cái cảnh, ghi nhận lại toàn bộ cái việc xả thải, xả khí thải từ phía công ty. Điều đặc biệt là chính quyền địa phương lại không hề hay biết là công ty này đang đóng trên địa bàn của phường. Mà chỉ khi mà nhận được phản ánh từ phía Đài Truyền hình Hưng Yên thì lúc đó phường mới biết. Đây là lần đầu tiên mình được tham dự vào cuộc thi lớn như thế này. Nhưng mà khi tham dự vào cuộc thi thì cũng học hỏi thêm kinh nghiệm của các anh chị của các đài cơ sở đã đi trước. Thì khi mà nhận được giải nhất thì tâm trạng rất vui. Những cái vấn đề thời sự nóng bỏng và những cái thông tin nóng hổi đều được đưa vào lồng ghép vào cái chương trình của mình để nó tạo ra một cái bức tranh nó sinh động và trong cái muôn mặt của cuộc sống. Phát biểu tại liên hoan, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy nhấn mạnh, hiện nay mặc dù lượng thông tin người dân tiếp nhận hàng ngày đa dạng cả về thể loại và cách tiếp cận, nhưng phát thanh truyền hình vẫn là kênh thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước, luôn được người dân tin tưởng và đón nhận. Đồng chí đề nghị đội ngũ những người làm báo phát thanh truyền hình của tỉnh cần tự đổi mới, dấn thân và sáng tạo hơn nữa để tạo ra những tác phẩm hay, có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần tác động làm xã hội tốt đẹp hơn. Đồng chí đề nghị năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Tôi đề nghị bên cạnh các đề tài mang tính thời sự, liên hoan lần thứ 18 năm 2021 sẽ cần truyền tải được nhiều những đề tài chủ đạo về công tác xây dựng Đảng, đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Bên cạnh đó, rất cần các đề tài có tính định hướng rõ ràng và có tính đấu tranh mạnh mẽ để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại các thông tin xấu độc. Liên hoan phát thanh, truyền hình tỉnh Hưng Yên lần thứ 17 năm 2020 đã khép lại thành công tốt đẹp. Các tác giả đã mang đến liên hoan rất nhiều những tác phẩm, chương trình thuộc tất cả các thể loại, phản ánh toàn diện các mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh. Những vấn đề nóng, những tấm gương người tốt, việc tốt đã được phản ánh tại liên hoan.